Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 là người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Hợp Lực, có địa chỉ thường trú tại làng Thổ Ngõ, thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các giải pháp khoanh vùng, truy vết, khống chế dịch. Khai thác thông tin bước đầu cho biết, bệnh nhân từ Bắc Giang trở về từ ngày 1 tháng 8. Từ ngày 2 đến ngày 26 tháng 8, bệnh nhân nhiều lần đi thăm và chăm bố đang điều trị tại khoa ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Ngày 26 tháng 8, khi đang chăm bố tại bệnh viện, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên về nhà tại làng Thổ Ngõ, thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long. Đến sáng ngày 29 tháng 8, bệnh nhân đến Bệnh viện Hợp Lực để tiếp tục chăm bố thì được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR sau đó khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã cử các đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Quảng Xương và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch. Từ 19 giờ ngày 29 tháng 8, huyện Quảng Xương đã phong tỏa tạm thời theo chỉ thị số 16, làng Thổ Ngõ, xã Quảng Long. Áp dụng các biện pháp giãn cách tạm thời theo chỉ thị số 15, xã Quảng Long. Từ 18 giờ ngày 29 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà trong bệnh viện cách ly theo nguyên tắc khoa phòng, cách ly với khoa phòng, ai ở đâu ở yên đấy. Đến 22 giờ đêm qua ngày 29 tháng 8, lực lượng chức năng đã truy vết đưa đi cách ly tập trung 48 F1, trong đó có 37 F1 tại Bệnh viện Hợp Lực và 11 F1 tại huyện Quảng Xương. Từ đêm qua đến sáng nay, Bệnh viện Hợp Lực lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà. Huyện Quảng Xương đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát nhanh cho hơn 1.000 người trong làng Thổ Ngõ cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai quyết liệt để kiểm soát kịp thời các nguồn nguy cơ lây nhiễm. Việc xét nghiệm nhanh và chính xác có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phòng chống COVID-19, giúp chúng ta nhanh chóng xác định và bóc tách các ca F0 khỏi cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm dành nguồn lực từ ngân sách và huy động xã hội hóa để nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là một trong 4 đơn vị trong tỉnh đang thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Trong tuần qua, mỗi ngày bệnh viện thực hiện xét nghiệm khoảng 2.000 mẫu bệnh phẩm. Mặc dù hệ thống xét nghiệm đã hoạt động tối đa công suất, nhưng nhiều lúc vẫn quá tải do số mẫu bệnh phẩm tăng cao cùng với diễn biến phức tạp của ổ dịch COVID-19 tại huyện Nông Cống và một số địa phương trong tỉnh. Do vậy, khi được tập đoàn Sun Group tài trợ 2 hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, bệnh viện đã phối hợp với bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Sun Group khẩn trương lắp đặt để đưa các hệ thống vào vận hành sớm nhất. Với số hệ thống xét nghiệm real-time PCR bệnh viện hiện có, thì bệnh viện có thể đáp ứng được xét nghiệm 1.200 mẫu đơn mỗi ngày. Và nếu như mà gộp 5, thì có thể đạt tới là 5.000 cho đến 6.000 mẫu mỗi ngày. Và nếu chúng ta gộp nhiều hơn nữa, thì có thể đạt với cái tốc độ nhiều hơn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng là thu nhận các cái mẫu xét nghiệm tại cộng đồng ở các nơi gửi về để có kết quả nhanh nhất, đáp ứng cái nhu cầu cho phòng chống dịch một cách kịp thời. Ngoài hệ thống xét nghiệm được lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đợt này còn có thêm 3 hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR của tập đoàn Sun Group trao tặng đang được lắp đặt tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa. Như vậy, đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 11 hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Dự kiến, từ nay đến mùng 2 tháng 9, tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục trao tặng và hỗ trợ lắp đặt tại Thanh Hóa thêm 5 hệ thống xét nghiệm, góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến giờ phút này là CDC có 4 hệ thống xét nghiệm real-time PCR. Trong đó thì 2 cái hệ thống là do tỉnh trang bị và 2 hệ thống thì 1 là do tập đoàn Vingroup hỗ trợ và 1 hệ thống là do tập đoàn Sun Group hỗ trợ. Với 4 hệ thống xét nghiệm này thì năng lực xét nghiệm của CDC hàng ngày sẽ nâng lên là mức 8.000 mẫu. Từ khi ổ dịch COVID-19 không rõ nguồn lây xuất hiện tại Nông Cống ngày 24 tháng 8 đến hôm nay, chúng ta đã sàng lọc bóc tách được
56 ca F0 trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh có thể nói là đang trong tầm kiểm soát. Tất cả các tình huống xảy ra đều nằm trong các kịch bản mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đã lường trước. Khi xảy ra tình huống nào thì đều có phương án xử lý theo tình huống đó, không để bị động bất ngờ. Cùng với việc nâng cao năng lực xét nghiệm, mở rộng tầm soát ngoài cộng đồng, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 cả trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn. Riêng Bệnh viện Phổi Thanh Hóa có khả năng tiếp nhận, điều trị tối đa khoảng 500 bệnh nhân COVID-19. Hiện tại có gần 200 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh tại các địa phương giáp danh, thị xã Nghi Sơn đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngoài việc thành lập các chốt kiểm soát dịch, thực hiện trực chốt nghiêm ngặt 24/24 giờ để kiểm soát người phương tiện ra vào địa bàn, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8, thị xã Nghi Sơn đã thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tầm soát cho gần 5.000 người thuộc các nhóm đối tượng đi từ vùng dịch về. Các cán bộ chiến sĩ làm việc tại khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch và các tiểu thương buôn bán tại các chợ trên địa bàn. Kể từ 0 giờ ngày 29 tháng 8, thị xã Nghi Sơn cũng đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến quốc lộ 1A, đường ngang Nghi Sơn Bãi Trành, các tuyến đường tỉnh lộ 525, chợ Kho đi huyện Đông Cống, đường 512, Tân Dân đi huyện Đông Cống, đường 506, Nghi Sơn đi cảng hàng không Thọ Xuân, đường 513, quốc lộ 1A đi xã đảo Nghi Sơn. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khác trên địa bàn, chỉ được bán mang về. Thị xã Nghi Sơn luôn xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm. Trong thời điểm này, thị xã Nghi Sơn phải quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, kỷ luật kỷ cương hơn, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tăng cường kiểm soát trên tất cả lĩnh vực, tất cả địa bàn để bảo vệ an toàn, sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thị xã Nghi Sơn cũng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề nghị mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Những ngày qua, nhiều địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên, trao vật tư nhu yếu phẩm, hỗ trợ các điểm chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức trao tặng 25.000 chiếc khẩu trang y tế, hơn 200 chai nước sát khuẩn, 500 chiếc kính chắn giọt bắn, 100 thùng mì tôm và 50 thùng nước khoáng cho các chốt phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Cống. Toàn bộ số vật tư y tế, nhu yếu phẩm được quyên góp ủng hộ từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, Nhà thuốc Long Hiền, Nhà thuốc Bình Vân, Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Du lịch Thanh Hóa với tổng giá trị 60 triệu đồng. Tại thành phố Sầm Sơn, lãnh đạo thành phố đã đến thăm hỏi động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, mong muốn các cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y bác sĩ giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại nhằm kịp thời ngăn chặn các nguồn nguy cơ xâm nhiễm dịch COVID-19 vào địa bàn. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã gửi tặng lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thành phố Sầm Sơn một số lương thực thực phẩm thiết yếu. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang có những ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp. Thế nhưng trong khó khăn, các doanh nghiệp Thanh Hóa vẫn đang chủ động tìm cách ứng phó, linh hoạt hơn trong sản xuất kinh doanh để có thể duy trì hoạt động, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây nên. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu phân bón. 8 tháng năm 2021, doanh nghiệp này đã gặp không ít khó khăn do giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng mạnh, trong khi sức tiêu thụ sản phẩm rất chậm. Theo tính toán của lãnh đạo doanh nghiệp, nếu tạm dừng sản xuất, doanh nghiệp sẽ tránh được thiệt hại. Tuy nhiên, để giữ chân đối tác khách hàng và vì người lao động, đơn vị đã không chọn giải pháp này mà thay vào đó là sự linh hoạt hơn trong khâu nhập khẩu hàng, đồng thời cơ cấu lại các bộ phận để duy trì sản xuất, giữ được việc làm cho người lao động, đồng thời điều chỉnh giảm khoảng 10% đến 15% sản lượng hàng hóa sản xuất và cung ứng so với mục tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Để mà duy trì được thì thay bằng các cái hình thức là điều hành có cái kế hoạch dài hạn thì chúng tôi chuyển sang là điều hành theo các cái kế hoạch theo tuần và thậm chí là theo ngày
để có thể là ứng biến đối với cái thị trường cho nó phù hợp. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do có khó khăn về dòng tiền và thị trường đã buộc phải sử dụng các biện pháp tình thế là cắt giảm lao động, dừng một phần hoặc tạm dừng hoạt động. Thế nhưng cũng có những doanh nghiệp trước ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch vẫn quyết tâm bám trụ thị trường, thực hiện điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch theo xu hướng giảm sản lượng, doanh số, kể cả chấp nhận lỗ để cầm cự, duy trì hoạt động, từng bước vượt qua giai đoạn đầy khó khăn. Công ty cũng đã đề xuất ra những cái phương án như là về tăng cường thêm những cái vấn đề giao dịch, tìm kiếm thêm cái thị trường và cái nâng cao chất lượng sản xuất để đảm bảo được cho cái quá trình sản xuất luôn đầy đủ. Thì cũng công ty cũng đã định hướng và đầu tư để nhập và dự trữ các cái vật liệu để làm sao nó phù hợp với cái tiến độ và cái kế hoạch sản xuất. 8 tháng năm 2021, Thanh Hóa có trên 1.100 doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và giải thể. Thế nhưng ngược lại, cả tỉnh cũng có trên 2.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Linh hoạt tìm hướng đi để tồn tại trong khó khăn sẽ giúp các doanh nghiệp đứng vững. Nhiều doanh nghiệp đứng vững sẽ tạo nền tảng vững chắc để cả nền kinh tế vượt khó đi lên. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn đã tăng cường công tác phòng chống dịch, triệt để kiểm soát các nguồn nguy cơ, đặc biệt là trong khâu giao nhận hàng hóa. Qua đó nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Là đơn vị chuyên chế biến xuất khẩu gỗ, mỗi ngày có khoảng 50 lượt xe ra vào công ty trách nhiệm hạn InnoGreen để nhận và trả hàng. Khi đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh trong cả nước, nhận thấy các lái xe vận tải đường dài là những người có nguy cơ dịch tễ cao, nên từ đầu tháng 7 năm 2021, công ty đã kiểm soát chặt chẽ ngay từ cửa ngõ ra vào của nhà máy. Tất cả các xe khi đến nhận hay trả hàng đều phải dừng trước cổng phun xịt khuẩn. Toàn bộ lái xe không được phép vào phía trong hay tiếp xúc với nhân viên. Công ty sẽ cử người ra nhận xe đưa vào nhà máy. Đồng thời, công ty đã cho lắp đặt 2 phòng nghỉ tạm thời dành cho những lái xe vận tải này trong thời gian chờ đợi giao nhận hàng hóa. Đã triển khai ra nó tất nhiên sẽ có cái hiệu quả của nó. Là cái thứ nhất là bên công ty chúng tôi sẽ tuyệt đối là không cho lái xe vào công ty. Nếu trường hợp lái xe đã ở ngoài thì cái vấn đề bên trong công ty, công nhân viên trong công ty sẽ cái đảm bảo được sự an toàn hơn về vấn đề phòng chống dịch. Lái xe mà xuất nhập hàng vào công ty ấy, đến tại công ty có khai báo y tế thì về sau nếu trường hợp mà có vấn đề dịch xảy ra ở các bộ phận lái xe bên ngoài thì là khi đấy thì chúng tôi cũng dễ là truy vết về sau của cơ quan y tế. Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn đã chủ động nâng cao các biện pháp phòng chống dịch, nhất là công tác kiểm soát, ngăn ngừa nguồn lây nhiễm. Tất cả người ra vào công ty, kể cả cán bộ nhân viên và khách đến làm việc đều phải thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang và khai báo y tế. Đối với những lái xe đến giao hoặc nhận hàng phải có phiếu xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực. Một số công ty cho phép lái xe được đưa xe vào trong để thuận tiện việc giao nhận hàng nhưng không được phép rời cabin hoặc có những quy định rất cụ thể về vị trí lái xe được phép xuống. Chúng tôi yêu cầu trước khi lái xe đến nhận hàng tại nhà máy, tất cả các lái xe này phải thông báo đến bộ phận an ninh của công ty để nắm được thông tin về việc lái xe đến từ khu vực nào và có yếu tố dịch tễ ra sao. Khi các lái xe vào trong nhà máy thì phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong nhà máy có bố trí các cái hộp để các lái xe tương tác với cán bộ công nhân viên bằng việc để các tài liệu vào các cái khay đó và bố trí các cái khu để cho lái xe đứng thực hiện các thao tác. Cùng với việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ ra vào, phía trong nơi sản xuất mỗi nhà máy, doanh nghiệp, các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế cũng được thực hiện nghiêm túc. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 định kỳ cho người lao động, đồng thời triển khai các biện pháp cao như một cung đường, 2 địa điểm hay 3 tại chỗ. Tất cả đều nhằm mục tiêu giữ vững an toàn sức khỏe cho người lao động và đảm bảo để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không bị đứt gãy, gián đoạn. Nhằm kịp thời phát hiện những ẩn họa, sự cố có thể ảnh hưởng đến an toàn của công trình đê điều, công tác dọn dẹp phát quang mái đê được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các địa phương có đê thực hiện và phải hoàn thành trước thời gian cao điểm mưa lũ. Tuy vậy, trên thực tế, công tác phát quang mái đê trên địa bàn tỉnh đang bộc lộ một số bất cập mà nếu không được khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. Đây là đoạn đê hữu sông Chu, đoạn qua xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa. Mặc dù xã mới tổ chức ra quân phát quang rào rậu, bụi rậm trên mái đê được hơn một tháng,
nhưng hiện tại trên mái đê, cây cối và cỏ dại đã mọc um tùm trở lại. Lãnh đạo xã Minh Tâm cho biết, sau khi sát nhập, xã có 8 km đê sông Chu đi qua địa bàn. Với cách làm, chia tuyến đê thành từng đoạn và giao cho các đoàn thể phụ trách quản lý. Trong những năm qua, công tác phát quang bụi rậm mái đê không còn là nhiệm vụ mang tính thời điểm, thời vụ mà được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, với việc chỉ phát đến gốc cây mà không đào tận rễ như cách làm hiện nay mà các địa phương đang áp dụng, chỉ một thời gian ngắn, cây cối, cỏ dại lại mọc tốt trở lại. Nhất là vào mùa mưa, tốc độ cây mọc và phủ kín mái đê càng nhanh. Một xã thì có km đê trung ương là hơn 8 km. Thì hàng năm địa phương cũng tổ chức các lực lượng là phát đê theo cái kế hoạch của huyện. Nhưng ngoài ra thì xã giao cho các hội, đặc biệt là hội cựu chiến binh, hội nông dân của xã, phát động các chi hội lại thường xuyên. Khi mà mái đê có cái cỗ tạp lên, lại tiếp tục phát. Một là đảm bảo cái cảnh quan cho môi trường của xã. Thứ hai, bảo đảm cái đê. Nhưng đặc biệt trong khó khăn là cái nguồn kinh phí của xã. Do cái chiều dài của tuyến đê nó quá dài, cho nên là cũng rất khó khăn chi cho cái hoạt động này. Hiện tại bình quân mỗi xã có đê trên địa bàn tỉnh được bố trí khoảng 20 triệu đồng mỗi năm cho công tác tuần tra canh gác đê, phát quang mái đê. Với nguồn kinh phí hạn hẹp này, chỉ mỗi nhiệm vụ phát quang mái đê, các địa phương đã phải huy động thêm nguồn để bổ sung. Hiện hầu hết các địa phương trong tỉnh mới chỉ tổ chức ra quân được một lần trong năm, nên hiệu quả và ý nghĩa của công tác phát quang mái đê đạt được là không cao. Thực tế tại các tuyến đê trên địa bàn tỉnh hiện nay cho thấy, đối với những đoạn đê, mái đê được đầu tư trồng cây cỏ ba lá, là loại cỏ mọc thấp, tạo thành thảm bám sát mặt đất, nên rất ít cây cối cỏ dại có thể mọc, giảm nhiều áp lực công tác quản lý đê điều cho địa phương. Được biết, Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa đang đánh giá hiệu quả của việc trồng cỏ ba lá trên mái đê để tham mưu đưa vào các dự án tu bổ, nâng cấp đê điều. Hội Bảo vệ Môi trường Thanh Hóa vừa thực hiện thành công đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý dịch đen trong nước thải ngành giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học tỉnh nghiệm thu. Từ thành công của đề tài này sẽ là lời giải cho bài toán xử lý môi trường ở các cơ sở sản xuất chế biến giấy trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 28 cơ sở sản xuất giấy, bột giấy, 6 cơ sở sản xuất giấy kraft từ giấy phế liệu mua trong nước và nhập khẩu, 21 cơ sở sản xuất giấy vàng mã từ nguồn nguyên liệu nguyên sinh như tre, nứa, luồng và 1 cơ sở sản xuất cả hai hình thức trên. Để sản xuất 1 tấn giấy văn phòng hoặc giấy bao bì, giấy kraft, tiêu tốn từ 200 đến 500 mét khối nước sạch. Còn đối với công nghệ sản xuất giấy vàng mã thì sử dụng phương pháp kiềm lạnh nước thải có chứa seo giấy và dịch đen. Trong nước seo giấy và dịch đen có chứa dư lượng hóa chất xử lý và chất rắn hữu cơ, chất rắn vô cơ. Những chất này nếu không được thu hồi hoặc xử lý mà xả thẳng ra sông sẽ làm ô nhiễm nặng nguồn nước. Công nghệ mà để tách nước ra khỏi cái dịch đen để thu hồi cái lignin thì là trên thế giới nó đã làm nhiều và các nhà máy lớn đã làm nhiều. Nhưng mà bằng cái công nghệ rất là tiên tiến. Nhưng ở với công nghệ tiên tiến thì nó lại không phù hợp với là cơ sở sản xuất giấy của Thanh Hóa, là cơ sở sản xuất giấy nhỏ. Và bây giờ phải nghiên cứu công nghệ xử lý được, nhưng mà lại phải đáp ứng được cái yêu cầu của cơ sở sản xuất giấy nhỏ là vốn ít. Với trăn trở của những người hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hội Bảo vệ Môi trường tỉnh đã quyết tâm tìm ra giải pháp xử lý triệt để nước thải ngành sản xuất giấy, mà đầu tiên là nước thải dịch đen, phù hợp với các cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã áp dụng cái công nghệ này vào thực tế sản xuất, cụ thể là hợp tác xã Hà Long sản xuất giấy trên địa bàn huyện Quan Hóa, bước đầu là được 200 mét khối dịch đen. Chúng tôi đã làm báo cáo khoa học và được Hội đồng Khoa học của tỉnh nghiệm thu. Các thành viên hội đồng đều rất là ủng hộ cái đề tài này và cũng nói rằng đây là cái đề tài cứu cho cái ngành giấy Thanh Hóa. Điều đáng nói là công nghệ xử lý nước thải trong sản xuất giấy do Hội Bảo vệ Môi trường Thanh Hóa nghiên cứu chuyển giao có giá thành rẻ, không đòi hỏi diện tích lớn, phù hợp với điều kiện của các cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn. Thêm vào đó, quy trình vận hành đơn giản, ít tiêu tốn nhiên liệu, không sử dụng hóa chất, không gây độc với con người. Đây là các yếu tố quan trọng để các cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn có thể nghiên cứu đầu tư công nghệ này để xử lý nước thải sản xuất,
giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường đang bức xúc hiện nay. Tại khu vực vòng xuyến Bixi có nhiều ngã rẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông. Vấn đề đặt ra là các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại nút giao km 325+570 quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Thanh Hóa với tổng mức kinh phí gần 20 tỷ đồng do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư. Trước đây, tại vị trí nút giao này thường xuyên xảy ra va chạm và tai nạn giao thông gây chết người. Nguyên nhân là do những bất cập về hạ tầng và cách tổ chức giao thông không hợp lý. Do đó, dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông này đã mở rộng mặt đường xung quanh vòng xuyến từ quy mô 3 làn xe lên 6 làn xe để phân luồng giao thông và mở rộng tầm di chuyển cho các phương tiện. Thế nhưng, hiện nay sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng lại đang bộc lộ nhiều bất cập và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn cử như đoạn nối đường đại lộ Lê Lợi vào vòng xuyến đã phân làn đường 2 chiều và lắp cột đèn tín hiệu, nhưng đến nay vẫn chưa có hệ thống đèn nên người tham gia giao thông mạnh ai nấy đi. Hay như khu vực nút giao từ đường Nguyễn Hoàng vào đường đại lộ Hùng Vương, đây là điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhất vì không có biển báo G giảm tốc, người tham gia giao thông từ nhiều hướng sang đường gây hỗn loạn và xung đột giao thông. Vòng xuyến ở Bixi này nó mở rộng và nhiều lúc nó bất cập, mà đèn xanh đèn đỏ thì nó chưa có, nói chung là nó phức tạp rồi, còn người nào lại không nhường người nào cả thì nó thường sinh ra xảy ra tai nạn. Còn nếu mà có đèn xanh đèn đỏ thì có thể là mình chấp lệnh theo mạch đèn thì nó đỡ tai nạn giao thông hơn. Tôi kiến nghị đề xuất là các cơ quan chức năng là vào cuộc, phải có cái hướng như là lắp đèn giao thông và có những cái biển chỉ dẫn cho người dân để người dân thực hiện theo nó đúng. Trên thực tế, trong những ngày gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông mà nguyên nhân là do điểm rẽ sang đường này được mở ngay tại vị trí đường cong, người điều khiển phương tiện rất khó quan sát khi rẽ sang đường. Mới đây nhất, tại khu vực này đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô con và xe tải ngay gần điểm rẽ từ đường Nguyễn Hoàng sang đại lộ Hùng Vương đã khiến các phương tiện hư hỏng nặng. Thiết nghĩ, việc nâng cấp, cải tạo mở rộng điểm đen khu vực vòng xuyến Bixi là nhằm làm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, nhưng lại đang xảy ra nhiều bất cập. Vì vậy, các ngành chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục việc tổ chức giao thông tại đây, đồng thời cần nhanh chóng bổ sung biển báo hiệu, hệ thống đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, G giảm tốc để hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Các bãi trông giữ xe trái phép dưới gầm cầu vượt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có văn bản yêu cầu chấm dứt tình trạng này, nhưng thực tế, các điểm trông giữ xe tại đây vẫn ngang nhiên hoạt động. Mặc dù quy định không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác, đã được Bộ Giao thông Vận tải quy định từ nhiều năm nay. Thế nhưng trên thực tế, tại thành phố Thanh Hóa, gầm cầu vượt Phú Sơn, phường Tân Sơn, gầm cầu vượt Nam Ngạn, Quảng Hưng đang bị các tổ chức cá nhân lập hàng rào sắt kiên cố, chiếm dụng trái phép, trở thành nơi trông giữ phương tiện, khiến người dân không khỏi lo lắng trước nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông. Việc để tổ chức cá nhân chiếm dụng gầm cầu vượt trái phép để làm bãi trông giữ là do các cơ quan chức năng và chính quyền các phường ở thành phố Thanh Hóa thiếu quyết liệt trong việc xử lý giải tỏa vi phạm. Hiện nay là chúng tôi đã rà soát được là 21 đầu xe đậu trái phép tại khu vực gầm cầu vượt, và chúng tôi đã tiến hành cho thông báo và yêu cầu các đầu xe cam kết trong thời gian đầu tháng 9 năm 2021 chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là cưỡng chế yêu cầu các cái đầu xe không được đậu đỗ trái phép tại khu vực gầm cầu vượt quốc lộ 47. Trong cái việc mà giải phóng, giải tỏa khu vực này, chúng tôi có kiến nghị đề xuất công an thành phố rồi các lực lượng chức năng của ủy ban thành phố phối hợp và hỗ trợ đối phường Quảng Hưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và di rời. Mới đây, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đã có văn bản số 3659 yêu cầu Ủy ban dân các phường giải quyết dứt điểm tình trạng trông giữ xe dưới gầm cầu vượt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, và hiện chính quyền các địa phương đang triển khai thực hiện. Thực hiện công văn của thành phố, Ủy ban nhân dân phường đã ra thông báo cho các doanh nghiệp có đậu đổ xe ở gầm cầu vượt đường Trần Hưng Đạo. Thì hiện nay là phường đã ra thông báo lần thứ hai, đến ngày 1 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường sẽ kết thúc cái thông báo lần thứ ba. Ủy ban nhân phường sẽ phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan của Ủy ban thành phố và lực lượng công an thành phố để xử lý những trường hợp mà chưa chấp hành việc di rời hoặc di chuyển dưới chân cầu vượt đến vị trí khác. Được biết, theo cam kết của các phường, trong tháng 9 năm 2021
sẽ tiến hành cưỡng chế và giải tỏa triệt để các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu vượt đã tồn tại trong nhiều năm qua. Hy vọng với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, các địa phương sẽ thực hiện nghiêm túc giải quyết triệt để vi phạm, trả lại gầm cầu thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.